Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã thuộc huyện Rumiak, tỉnh Svay Ren, Vương quốc Campuchia. Sau một ngày, các y bác sĩ đã khám tổng quát cho 2.240 lượt người, thực hiện siêu âm, thử đường huyết, đo điện tim, tư vấn điều trị một số bệnh như cao huyết áp, thoái hóa khớp, rối loạn tiền đình, bệnh dạ dày. Mỗi người dân được cấp phát miễn phí 10 ngày thuốc. Ngoài ra còn có trên 2.130 phần quà được trao tặng, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm trị giá 10 đô la Mỹ. Đây là một trong những hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam, Campuchia nói chung và giữa các địa phương của hai nước nói riêng. Năm nay là xác định là năm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Campuchia, Việt Nam năm 2022 và cũng kỷ niệm 55 năm thiết lập mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Cho nên đoàn thành phố Cần Thơ đi khám bệnh, thăm tặng quà và phát thuốc lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự kiện của năm 2022. Rumiak là một huyện nghèo nằm ở phía bắc tỉnh Svay Ren. Với dân số trên 145.000 người, phần đông là hộ nghèo. Cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại địa phương này đang rất thiếu thốn. Khoảng cách từ các khu vực dân cư của các xã đến các bệnh viện tuyến trên rất xa. Do đó, người dân nơi này ít có điều kiện được chăm sóc sức khỏe. Mặt trận Việt Nam. Tôi rất mừng khi có đoàn y bác sĩ Việt Nam qua đây khám chữa bệnh, tặng quà, chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây. Tôi rất biết ơn các y bác sĩ Việt Nam đã giúp đỡ người dân Campuchia. Ngày mai 18 tháng 5, đoàn tiếp tục hoạt động khám bệnh, tặng quà cho người dân địa phương. Dự kiến số lượng trong 2 ngày là 4.000 người, với tổng kinh phí thuốc men cấp phát gần 1 tỷ đồng từ nguồn vận động.